Minh ơi, con làm gì đấy? Con làm gì đấy? Hả? Con đang làm gì đấy? Hôm nay chủ nhật mà không được đi chơi à? Chủ nhật nay không phải học à? Chủ nhật con không phải học à? Hôm nay là chủ nhật nên bạn Nhật Minh không phải đi học, được ở nhà chơi nhé. Nhật Minh chào các bạn đi nào. Con chào các bạn đi. Con chào các bạn. Hôm nay Nhật Minh em bố cho các bạn xem là mình học được những chữ gì rồi nhá. Em Tuấn Kiệt đâu? Em Tuấn Kiệt. Rồi, thế mẹ đâu? Mẹ. Bà đâu? Bà. Bố đâu? Bố. Ông đâu? Anh. Cô đâu? Cô. Dì đâu? Gì đâu? Chị. Chú đâu? Hả? Chú mà. Chú. Bác. Bác. Cậu. Cậu. Mợ. 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 Anh. Anh. Chị. 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 Em. 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 Em Tuấn Kiệt. Em Tuấn Kiệt. Em Tuấn Kiệt. Thế còn cô giáo đâu? Cô đâu? Con trâu. Con bò. Con bò. Con ngựa. Con ngựa. Con hà mã. Con hà mã. Mã. Con hà mã. Con hà mã. Con hươu. Ừ. Con hươu. Ừ. Con chó. Con chó. Con gà. Con gà. Thế bây giờ cho các bạn xem tiếng kêu của các con vật nhé. Thế con chó kêu nào nhỉ? Gâu gâu. Đúng rồi, hoan hô. Thế con gà kêu nào? À. Hoan hô, bạn Minh giỏi quá. Thế con gì nhỉ? Con ngựa kêu thế nào? Ngựa. Ngựa mà. Đây là Tuấn Kiệt nha các bạn nha. Tuấn Kiệt chào các bạn nào. Chào bạn. Minh chào các bạn đi. Minh chào bạn. Thế em Tuấn Kiệt đâu? Con yêu em Tuấn Kiệt nào? Đúng rồi. Con yêu em lại bố xem nào. Rồi. Đầu giờ cô giáo dạy thể dục thế nào nhỉ? Con ơi các bạn phải ra sân trường thể dục đấy. Đúng rồi. Mỗi thế à? Còn gì nữa không? Đấy. Đây là bẻ cổ tay à? Sao mà đỡ mỏi tay à? Thế còn thể dục kiểu gì nữa? Còn đứng lên ngồi xuống nữa. Đúng không? Đúng rồi, nhún nhảy để cho khỏe đôi chân nhỉ. Có phải múa không? Đấy, múa đấy, bạn Nhật Minh múa đấy, rất là dẻo. Nhảy. Em Kiệt. Anh Minh dạy em Kiệt thể dục xem nào. Đấy. Còn cái gì nữa không nhỉ? Cô giáo ở lớp còn dạy cái gì không nhỉ? Minh chỉ cho các bạn nào. Ở lớp cô giáo còn dạy gì không? Không. Không phải chỉ như thế. Nâu á? Nói tiếng Anh á. Thế đứng lên ngồi xuống mua xem nào. Rồi, đứng lên, ngồi xuống. Đứng lên, ngồi xuống. Đứng lên, ngồi xuống. Đứng lên. Thử xem ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống được bao nhiêu lần nhé. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đứng lên. Đứng lên xem nào. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Mỏi quá à con. Mỏi chưa? Các bạn ơi, đây là bộ thẻ học các con vật của Nhật Minh nhé. Nhật Minh ơi, bây giờ bố con mình xem là con vật gì nhỉ? Đâu nào, con chỉ cho các bạn xem. Đây là con gì? Con ngựa. Con ngựa, đúng rồi. Đây là con gì? Đấy. Con này con gì? Ngựa, con ngựa.
Kia con ngựa con này cơ mà. Con này con gì đấy? Con ngựa. Con báo. Con báo. Đúng rồi. Từ từ đây, ở dưới này còn một cái nữa. Còn một con nữa. Đấy, đây là con gì? Con gì? Đây là con sóc. Con sóc. Đúng rồi. Từ từ đây là củ. Đây. Đây là con gì? Con đỏ. Con này con gì? Con trâu. Con gì cơ? Con trâu. Không phải con trâu. Để cho con trâu. Đây cho các bạn xem nào. Đây là con tê giác một sừng. Con tê giác. Đây là con gì? Con ngựa. Không phải con ngựa. Con gì cao cổ nhỉ? Đây cho các bạn xem. Cao cổ. Con hươu. Hươu cao cổ. Rồi. Hươu cao cổ. Đấy. Quả to. Quả này quả gì? Quả to. Quả chanh. Quả chanh. Củ này củ gì? Củ. Củ gì đấy? Củ. Củ nghệ. Quả gì đấy? Quả. Quả ớt. Đúng rồi. Quả ớt. Bạn Minh bạn nhớ được cái quả ớt này, quả ớt cay bạn Minh ăn phải quả ớt cay này mấy lần rồi. Đấy. Thế còn đây là củ gì con? Củ gì đấy? Củ gì? Củ tỏi. Củ vải. Đúng rồi. Đây là quả gì? Quả gấc. Quả gấc. Đúng rồi, bạn Minh giỏi thế. Tu tu. Đây là quả củ gì? Củ u. Củ gì đấy con? Củ. Biết rồi nhưng là củ gì? Củ đây. Củ khoai tây. Bạn Minh bạn nói được mỗi. Bạn Minh bạn nói được mỗi củ tây, củ khoai tây. Đây là quả gì? Quả. Quả chu chu. Đúng rồi, hoan hô hoan hô. Bạn Minh giỏi thế. Quả su su. Này. Thì Minh ơi, kéo quần lên nào, con đứng dậy kéo quần lên. Đấy, bạn Nhân Minh biết cả tự kéo quần nhá. Nha răng cho các bạn xem được bao nhiêu cái răng rồi. Con nha răng nào. Nha răng cơ mà, thè lưỡi làm gì. Nha răng mà. Răng đâu, nha răng xem nào. Nha răng mà, này, như bố này. Rút cái lưỡi vào. Này. Như này à? Đấy. Nha răng nào. Úi giời ơi, cái tươi chết nhỉ. Cái lưỡi nào. Cái này con đưa vào cho em. Đúng rồi. Các bạn nhá, Minh đang đưa võng cho em đấy. Em Tuấn Kiệt em đang ngủ. Anh đứng đưa võng cho em này. Em Kiệt em ngủ ngon lành chưa? Rồi, mình chào các bạn đi. Con chào các bạn. Đu nhẹ thôi con. Mình chào các bạn nào bảo Minh chào các bạn. Minh ơi, con chào các bạn đi. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Rồi, thế thôi. Con lên chơi bà nhá. Thank you.